Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhưng mà đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích vàng Forex và chứng khoán Mỹ theo Fraction. Cái dạng video phân tích cuối tuần này là Hoài đã tiếp tục nó kéo dài trong hơn một năm nay rồi. Và nếu mà anh chị đã theo dõi series phân tích của Hoài thì anh chị sẽ biết Hoài đang sử dụng phương pháp Fraction của một trader scalper chuyên nghiệp trên vị 5 phút. Và trong cái phương pháp này thì Hoài điều chỉnh nó lại một chút để cho nó phù hợp hơn với cái khung thời gian chính mà chúng ta giao dịch trung hạn, đó chính là khung thời gian D1. Câu hỏi đặt ra trong bài phân tích ngày hôm nay đó là chúng ta có nên bán vàng hay không, hay là chúng ta nên mua vàng, hay là chúng ta nên có những cái động thái nào. Tất cả sẽ được giải đáp trong video sắp tới. Xin mời anh chị đi vào video. Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with DexTV. Ok, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm nếu anh chị muốn Hoài làm một cái series video hoàn chỉnh về cái phương pháp Fraction mà Hoài đang sử dụng để mà phân tích cho anh chị. Và nếu anh chị muốn biết cái phương pháp đó nó hiệu quả như thế nào và nó cơ bản là nó sẽ sử dụng cái gì để nó giao dịch thì anh chị có thể tham khảo một cách tổng quan bằng cái video mà Hoài đã đăng vào ngày thứ sáu cách đây 2 tuần, cách đây 2 ngày, đó là thực chiến giao dịch vàng trên khung thời gian H1 bằng phương pháp Fraction của Bob Fulman. Thì cơ bản video đó là Hoài thực hiện trên khung thời gian H1, thì trên khung thời gian D1 Hoài cũng sẽ sử dụng những kỹ thuật tương tự, gần như là không có cái sự thay đổi nào hết. Bởi vì cái khung H1 với khung D1 mặc dù nó cách xa nhau thật nhưng mà nó vẫn phù hợp để chúng ta giao dịch. Và đặc biệt cái phương pháp này là nó không có kén chọn bất kỳ cái thị trường nào, cũng như là không kén chọn bất kỳ khung thời gian nào. Nó có một cái sự thay đổi nhất định, đó là từ khung H1 trở lên, ví dụ như là H1, H2, H4, D1 chẳng hạn, thì anh chị sẽ sử dụng đường EMA 21 chu kỳ. Chính là cái đường màu trắng này. Đây, EMA 21 chu kỳ. Và trên những khung nhỏ hơn như là khung M1, M5, M30, đấy, 1 phút, 5 phút, 30 phút, gọi là dành cho scalper, tức là những trader lướt sóng nhanh đó, thì chúng ta sẽ sử dụng đường EMA 25 chu kỳ. Đấy, bởi vì trên những cái khung đó thì mức độ nhiễu của thị trường rất là cao. Đặc biệt mức độ nhiễu, và nhiễu tức là cái gì? Tức là những cái chuyển động giá không có quan trọng. Đấy, những cái chuyển động giá nó chỉ mang tính là biến động nhỏ thôi, nó không có quan trọng, thì chúng ta cũng cần phải tăng cái chu kỳ của thằng đường EMA lên để cho nó phản ánh được những cái chuyển động nhiễu đó, nó loại bỏ đi được những chuyển động nhiễu đó. Đấy. Còn trên cái khung thời gian lớn như là từ H1 trở lên, thật sự H1 cũng không phải là khung lớn nha, chỉ H1 cũng là một cái khung nhỏ rồi đó, cũng là một cái khung mà cũng mang tính nhiễu cao đó, nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng đường EMA 21 được. Và đặc biệt trên cái thằng trên cái khung thời gian dài như là khung thời gian D1 như thế này, thì cái mức độ nhiễu nó gần như là nó không còn nữa. Tất cả những thanh nến trên khung thời gian D1 ở trên biểu đồ này đều mang tính quan trọng và đều mang trong mình cái ý nghĩa của nó. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng đường EMA 21 là đủ rồi. Và cái phương pháp chúng ta, anh chị muốn hiểu hơn thì xem lại cái video đó, hoặc là chỉ có thể xem cái video này. Để lại comment bất kỳ một thị trường hoặc là một cái đồng coin hoặc là một cái cặp tiền nào anh chị cần phân tích, Hoài sẽ trả lời comment của chị và video tập cùng chung. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào biểu đồ phân tích vàng, nó riết lẹo lưỡi luôn rồi. Câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta có nên bán vàng hay không. Xét tới xu hướng thì vàng rõ ràng đang có xu hướng giảm, bởi vì chúng ta thấy giá giao dịch một cách nhất quán bên dưới đường EMA 21, đường EMA 21 nằm ngay bên trên. Và ngay cả cái đường EMA 21 này nó vẫn mang tính dốc xuống nhiều hơn, đúng không ạ? Bây giờ nó hơi ngang ra rồi nhưng mà nó vẫn mang tính dốc xuống nhiều hơn. Hiện tại trong nguyên một tuần vừa rồi chúng ta thấy hành động giá chỉ nằm bên trong một chiếc hộp vàng này thôi. Nguyên một tuần thì thấy không ạ? Nguyên một tuần mà vàng nó chỉ di chuyển bên trong một cái hộp nhỏ như vậy thôi, chứng tỏ là cái biến động của nó đã bị nén tới một cái mức rất là thấp rồi. Đấy. Mén tới một mức rất là thấp, thực sự là rất là thấp so với cái biến động thông thường của vàng. Và đặc biệt khi mà anh chị có thể vẽ ra được một cái hộp như thế này thì
Đó là dấu hiệu ha, đó là dấu hiệu khả năng là sẽ có một sự phá vỡ ra khỏi hồn. Và khi nó có cú phá vỡ ra thì chúng ta sẽ có một cái biến động lớn. Đó. Cái giai đoạn nó xen kẽ với nhau như vậy. Đó. Thị trường nó di chuyển như vậy, nó di chuyển là có một giai đoạn biến động lớn, xong rồi nó lại chuyển sang giai đoạn biến động thấp, xong rồi lại tiếp tục chuyển sang giai đoạn biến động lớn. Đó, nó cứ lại xen kẽ nhau như vậy. Đó. Thì đây là giai đoạn mà biến động thấp của vàng, đó, cũng như là cả toàn thị trường forex luôn. Vàng nó đang biến động thấp thì khả năng trong tuần tới là nó sẽ chuyển sang giai đoạn biến động cao. Vì sao? Vì anh chị thấy gần như chiếc hộp này nó gần như nó không có chỗ để, không có một cái vị trí nào nữa để mà nó chứa được thanh nến nào nữa. Đặc biệt khi đường EMA21 vẫn còn nằm bên trên đó, nó đè những thanh nến xuống và gần như không còn khoảng trống nào giữa đường EMA21 với cái đường biên dưới của chiếc hộp này nữa. Cho nên đó là lý do mà có thể khuyến nghị một lệnh sell vàng cho anh chị trong ngay ngày thứ hai tuần tới, đó là khi thị trường mở cửa, chúng ta sell ngay cái thanh nến đánh dấu mũi tên này. Vì sao? Đây chính là một thanh nến giảm biên ba giảm giá và nó đã lấp đầy thực sự là khoảng trống cuối cùng giữa đường EMA21 và cái đường biên dưới của cái hộp này rồi đó. Cho nên chúng ta sẽ kỳ vọng một con sự phá vỡ ra khỏi cái vị trí này, bởi vì nó không còn cái chỗ nào để nó chứa được thanh nến nào nữa hết, thì chúng ta bắt buộc nó phải thoát ra thôi. Đó là lúc chúng ta kỳ vọng là chúng ta sell xuống, sell quanh 1718 thấp hơn ha, dừng lỗi chúng ta đặt ngay phía trên đi cho nó chặt ăn, 1757 luôn đi. Đấy, khoảng dừng lỗi như vậy là cũng khá là ngắn rồi đó. Canh chút lời tạm thời, chúng ta canh chút lời quanh 1681 hoặc là thấp hơn là 1660. Đấy, đó là kèo dòng vàng. Và đặc biệt Hoàng khuyến nghị giảm khối lượng lệnh là 1/2 với kèo này. Bởi vì sao? Bởi vì trong tuần vừa rồi đã có kỳ vọng là sau khi nó đã chạm cái đường biên dưới của cái kênh giá, phóng ra cho chị xem. Đấy, nó chạm đường biên dưới của kênh giá thì khả năng sẽ có một cái sự chạm lại cái đường bên trên. Đấy, đường bên trên nằm tút trên này là anh chị. Đó, cao hơn như vậy nè. Nó có thể nhắm tới vùng quanh 1785 à, hoặc là cao hơn 1790. Đấy. Nhưng mà với cái setup chúng ta đã có ha, theo cái phương pháp thì chúng ta có thể sell xuống bằng vì thế. Tiếp theo là bạc. Với thằng bạc này nó vẫn chưa phá vỡ khỏi cái vùng phạm vi đi ngang. Đấy, vùng phạm vi chúng ta vẽ rất là rõ, anh chị thấy mà rất là rõ ha. Nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa phá vỡ ra khỏi vùng phạm vi và nó vẫn chưa phá vỡ lâu đâu, vẫn chưa phá vỡ ngay lập tức đâu. Anh chị để ý cái thanh hiện tại, cái thanh này nè, đánh dấu cho anh chị xem. Chính là một thanh pin 3 tăng giá và nó từ chối đúng ngay cái vùng hỗ trợ là 24,6. Khả năng sẽ có một đợt bật lên nhẹ, nhưng mà khi mà nó tiếp cận được kháng cự là EMA21 thì nó sẽ dễ bị đè xuống và lúc đó nó sẽ xảy ra một hiện tượng, đó là một cú nén chặt. Đấy, cú nén chặt là một cái khái niệm rất là quan trọng, rất trong cái phương pháp Bradson của Bob Pullman ta đang sử dụng. Ngay cả cái biểu đồ vàng đây chúng ta cũng đang có một cú nén chặt. Đấy. Cú nén chặt là hiện tượng giá bị nén giữa hai yếu tố kỹ thuật, một là đường EMA21, hai là đường hỗ trợ kháng cự hoặc là đường xu hướng hay là gì đó. Thì trong trường hợp này chúng ta có một cú nén chặt giữa đường EMA21 và đường biên dưới của cái hộp. Đấy. Còn với thằng bạc này chúng ta kỳ vọng có một cú nén chặt giữa đường EMA21 bên trên. Đấy. Và đường hỗ trợ ngang. Đấy. Chúng ta chờ cho giá bắt đầu tích lũy thật là nén, thật là chặt. Và nếu có một thanh nến giảm lấp đầy của nút cuối cùng, chúng ta sẽ xuống. Tiếp theo là dầu. Với dầu này chúng ta cũng thấy có một cú nén chặt như thế mà. Đấy. Cú nén chặt đó là đường EMA21 nằm bên trên giá này. Đấy. Và nằm ngay bên dưới giá chính là đường hỗ trợ ngang. Nhưng mà cái cú nén này nó vẫn chưa được chặt lắm. Chưa được chặt lắm. Có khả năng cao là nó sẽ nén thêm một vài ngày nữa. Và nếu anh chị thấy có một thanh nến xuyên thủng cái đường hỗ trợ này, hoặc là có một thanh nến phá vỡ xuống luôn, thì chúng ta bắt đầu sell stop dưới thanh nến đó. Chúng ta dừng ở phía trên đỉnh. Tại sao lại sell cái dầu nhưng mà xu hướng còn đang tăng? Khả năng cao là nó chuyển xu hướng này bắt đầu chuyển sang giảm rồi anh chị. Đây, đáy dẫn tới đỉnh cao nhất là nó gần như bị xuyên thủng rồi. Cho nên chúng ta canh sell với dầu được rồi. Tiếp theo là UG. Nhiều anh chị mà đã theo dõi cái phương pháp của Hoàng thời gian rồi, anh chị sẽ muốn vào lệnh mua theo cái thanh nến này, bởi vì đúng là nó gần như thỏa mãn cái điều kiện của chúng ta vẽ được một đường xu hướng này. Thanh nến này chính là thanh nến cuối cùng trong cái cú nén chặt giữa đường xu hướng và đường EMA21 bên dưới. Nhưng mà anh chị để ý đi,
gần như giá vẫn chưa chạm lại đường MA hết. Đó. Bên dưới đường MA, bên dưới giá chúng ta vẫn còn có khoảng trống. Đó, khoảng trống giữa giá và đường MA 1. Cho nên cái cú phá vỡ này phải không kỳ vọng là nó sẽ tiếp diễn được lâu. Đấy. Cho nên chúng ta tiếp tục chờ đợi một cái cơ hội khác. Đấy. Chờ đợi giá tiếp tục điều chỉnh xuống, hoàn thành một setup quen thuộc và phá vỡ đường xu hướng thì chúng ta mua lên. Bây giờ chưa mua được nha. Tiếp theo là EU. Với EU chúng ta không có giao dịch nào trong tuần vừa rồi, tiếp tục chờ đợi giá kéo ngược lên trên đường EMI 1 nằm ngay bên trên, hình thành một cái cú nén chặt rất rõ ràng. Và nếu có dấu hiệu phá vỡ đường xu hướng thì chúng ta sẽ xuống. Tiếp theo là GU. Với thằng GU thì cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi chiếc hộp. Cái kỹ năng vẽ cái hộp này cũng dễ lắm anh chị. Anh chị chỉ cần vẽ chừng vài chục cái hộp là anh chị thấy được cái hình dạng của cái một cái hộp rõ ràng thì chúng ta có thể vẽ được rồi. Chỉ cần anh chị kéo cái hộp ra mà anh chị thấy có sự tôn trọng giữa đường biên trên và đường biên dưới là chúng ta có thể vẽ ra được. Chúng ta nên kéo dài cái hộp này ra để bởi vì sao? Vì những cái đường biên trên và đường biên dưới của cái hộp sẽ là một cái hỗ trợ kháng cự quan trọng trong tương lai. Đặc biệt trong cái bối cảnh của thằng GU này là cái đường biên dưới của họ nó đã bị phá vỡ, dễ mà đường biên dưới của họ đã bị phá xuống, nhưng mà bây giờ nó đang tiếp cận từ dưới lên trên thì chứng tỏ cái đường biên dưới này nó sẽ trở thành một vùng kháng cự. Đó, nó sẽ hợp với đường EMA 1 nằm ngay bên trên để tạo thành một setup và chúng ta sell xuống. Tạm thời chúng ta vẽ được một xu hướng đường xu hướng đơn giản như vậy thôi. Nếu mà giá hình thành những thanh nến tiếp theo thì chúng ta bắt đầu tạo tiếp, và nếu có một cái thanh nến cuối cùng nó đã lấp đầy khoảng trống giữa đường EMA và đường xu hướng và kết hợp với đường biên dưới của cái hộp luôn thì chúng ta sell. Tiếp theo là AU. Và AU giá tiếp cận vùng hỗ trợ 0.75 và nó hình thành một mô hình là mô hình sao mai morning star. Đây chính là mô hình sao mai này. Còn ba thanh nến ha, thanh nến giảm, thanh nến doji nhỏ và thanh nến tăng, giống như là một sự đảo chiều từ giảm sang tăng vậy. Đó, anh chị muốn hiểu hơn về cái mô hình đỉnh nhật bấm vào cái nút chữ Y xem lại cái series tuyệt kỹ mô hình đỉnh nhật của họ đã hoàn thành rồi. Từ bài 1 tới bài số 7 anh chị xem là anh chị sẽ đánh giá được cái hành động giá thị trường qua cái đỉnh nhật. Khả năng sẽ có một sự tiếp diễn tăng trong vài ngày tới, nhưng mà việc giá có xuyên qua được cái đường EMA 21 hay không thì không biết. Giá chúng ta cần phải có sự tiếp diễn, sự tiếp cận với đường EMA 21 thì ta mới đánh giá được. Tạm thời cứ đứng ngoài và không có giao dịch nào đối với thằng AU này. Tiếp theo là NU. NU đã có sự phá vỡ khỏi vùng phạm vi, vùng phạm vi đi ngang, một sự phá vỡ rất là rõ ràng. Công việc bây giờ rất là đơn giản, đó là chúng ta chờ cho giá kéo ngược lên trên vùng phạm vi, tăng lên trên vùng phạm vi quanh 0.7 này. Đây cũng là một cái vùng quan trọng về mặt vùng số tròn, là 0.71 chứ, 0.71 ha. Lúc đó nó mà hợp lưu với đường EMA 1 bên trên thì chúng ta có thể canh một setup để chúng ta sẽ xuống. Đơn giản ha. Tiếp theo là US30. Anh chị nào mà bỏ lỡ cái kèo US30 này thật sự là rất là uổng nha anh chị, rất là uổng phí. Bởi vì đây là một trong những kèo đẹp nhất mà ngoài thấy trên cái biểu đồ US30 này trong thời gian rất là dài. Giá kéo ngược xuống đường EMA 1 nhẹ nhàng từ tốn và được cái đường này nó hỗ trợ cho giá. Sau cái thanh nến pin 3 này là cũng đã lấp đầy khoảng trống cuối cùng giữa đường xu hướng giảm này và đường EMA 1 rồi. Không thể nào mà bỏ qua được cái kèo mua này. Đấy. Nếu mà anh chị mua ngay hiện tại bây giờ đang có chút lợi nhuận này, khoảng gần 1 ER ha. Kỳ vọng sẽ có một sóng tăng tiếp diễn. Đấy. Sẽ có một sóng tăng tiếp diễn cho cái thằng US30 này trong thời gian tới. Thì anh chị nào đã mua rồi thì chúng ta giữ lệnh và chúng ta canh chút lợi quanh 34.000, 34.000 hoặc cao hơn. Nên chị nào mà chưa mua chúng ta đặt buy limit thôi. Buy limit quanh 32582, dừng lỗi dưới đáy hình nến là ok. Tiếp theo là hai mã chứng khoán Mỹ Tesla. Tuần vừa rồi chúng ta đã sell Tesla ngay tại cái thanh nến mũi tên giảm này, nhưng mà hiện tại cũng lợi nhuận không được cao lắm rồi. Lợi nhuận khoảng tầm 0.5 ER, rất là thấp, 0.5 ER, nhưng mà trước mắt là chúng ta thấy có lợi nhuận là tốt rồi, 0.5 ER. Kỳ vọng tiếp tục có một cái sự giảm giá, có một con sóng giảm cho Tesla và chúng ta có thể canh chốt lời quanh vùng đáy là quanh 530 và 540 là ok rồi.
tiếp theo là Amazon. Amazon thường rồi chúng ta sell ngày tầm 1 năm tăng đến này và chúng ta đã dừng lỗ. Không sao cả, bởi vì cái mức độ, cái sự ngẫu nhiên của thị trường bắt buộc chúng ta phải đôi lúc chúng ta phải có kèo dừng lỗ, đúng không ạ? Hiện tại giá đang di chuyển bên trong một cái hộp rất là dễ vẽ ha, rất là dễ vẽ một cái hộp. Thì với cái thanh minh ba gần nhất này, ngay tại đây, ngay tại thanh gần nhất này đúng không ạ, thì kỳ vọng có một cái cú bật, có một cái bật lên trên cái đỉnh của cái hộp. Cho nên tạm thời không giao dịch được với thằng Amazon đứng ngoài. Trên đây là cái video phân tích vàng Forex và chứng khoán Mỹ Forex Action. Thì muốn Hoài làm một cái series từ A đến Z về phương pháp Forex Action Movement thì để lại comment tôi quan tâm bên dưới video này, và để lại comment bất kỳ một đồng coi hoặc một cái thị trường nào mà dịch cần phân tích, Hoài sẽ trả lời comment của anh chị. Nhớ chia sẻ cái video này lên Facebook giúp Hoài nha. Xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.